Xin chào tất cả các anh chị đang theo dõi chương trình Tự học tiếng Pháp vỡ lòng. Đề tài và nội dung của bài học số 162 này đó là lỗi hay gặp nhất của các học viên Fleur. Một cái lỗi, một cái sự sai lầm, một cái sự lầm lạc, đó là une erreur. Và hay gặp thì người ta dùng tính từ fréquent, féminin là fréquent. Như vậy lỗi hay gặp nhất đó là l'erreur la plus fréquente. Còn FLE là viết tắt của Français Langue Étrangère. Như vậy tất cả những người nào là người nước ngoài đó mà học tiếng Pháp thì hay gặp cái lỗi này nhất. Đây không phải là đề tài do tôi đặt ra, mà tôi lấy ở trong một cái tài liệu của một thầy giáo chuyên dạy tiếng Pháp ở trên mạng. Đó là thầy giáo Pierre. Các anh chị có thể tham khảo chương trình Français avec Pierre. Ông thầy giáo này đưa ra một số những bài học không có nhiều, nhưng mà bài nào cũng có chất lượng, bởi vì đây là một giáo viên chuyên dạy về tiếng Pháp cho người nước ngoài. Thì đây không phải là đề tài của tôi. Tôi đưa ra để kích thích sự tò mò của anh chị. Các anh chị có tò mò cái lỗi đó là lỗi gì không? Nếu mà không coi ở bên dưới. Chúng ta biết là khi chúng ta học tiếng Pháp thì hay gặp lỗi này lỗi kia, lỗi giống đực giống cái, masculine, feminine, số nhiều số ít, hoặc là các thì vân vân. Thì chúng ta có đoán được là cái lỗi gì chúng ta hay gặp không? Dĩ nhiên là chúng ta có nhiều lỗi lắm. Nhưng mà theo thầy giáo chuyên nghiệp này, cái lỗi đó là sự lẫn lộn giữa se và ile. Và theo thầy giáo này thì cái lỗi này có thể xuất hiện ở tất cả mọi trình độ, những người mới học cũng như là người đã học được ở trình độ cao. Do đó tôi sẽ đưa bài này lên cho cả trình độ sơ cấp và cho cả các anh chị đang học trình độ A2 và B1. Và tôi xin đọc lời nhận xét của thầy giáo Pierre như sau. L'erreur la plus fréquente des étudiants de Fleur. Đây là lỗi hay gặp nhất của các học viên học tiếng Pháp với tư cách là một ngoại ngữ đó. Se tromper entre se et il est. Se tromper là lầm lẫn, là lẫn lộn giữa se và il est. C'est vraiment l'erreur numéro 1. Đây đúng thật là một cái sai lầm số 1. Numéro 1. Pourquoi? Tại sao như vậy? Premièrement, thứ nhất, c'est une erreur que tout le monde commet. C'est-à-dire les étudiants de Fleur débutants, mais aussi les étudiants qui ont un très bon niveau. Đây là một lỗi quan trọng, là bởi vì lý do thứ nhất, tức là mọi người có thể vi phạm, có thể phạm phải. Động từ commet là phạm phải một cái lỗi gì? Commet une erreur. Đây là một cái sai lầm mà bất kỳ tout le monde, bất kỳ ai cũng có thể phạm phải. Có nghĩa là kể cả các học viên ở trình độ débutant sơ cấp, mais aussi les étudiants qui ont un très bon niveau, và kể cả các học viên có một trình độ cao. Thứ hai, c'est une erreur assez importante. Và lý do thứ hai, đây là một cái sai lầm khá quan trọng. C'est pas beau, ça dégrade ton niveau. Tôi có ghi trên bảng cái chữ này, đây là một cái lời nhận xét rất là xác đáng. C'est pas beau. Nếu mà chúng ta lầm lẫn như này thì không có hay, không có đẹp, nghe không có được. Ça dégrade ton niveau. Dégrade đây là làm cho xuống cấp. Để chúng ta đã đạt được cái trình độ cao hơn mà bây giờ phạm cái này, người ta tưởng là mình ở trình độ thấp hơn. Ça dégrade ton niveau. Les Français ne se trompent jamais là-dessus. Người Pháp không bao giờ gặp phải cái sai lầm này, chỉ có những người nước ngoài học tiếng Pháp thôi. Et aussi, ça fait bizarre à entendre. Và khi nghe cái sự lẫn lộn như thế này thì ça fait bizarre à entendre. Nghe nó thì thấy nó kỳ kỳ, bizarre. Người Pháp không có sai, mà chúng ta nói sai, họ thấy nó có cái gì nó kỳ kỳ. Et ça n'empêche pas la compréhension, mais ça donne une image mauvaise. Cái việc mà chúng ta lầm lẫn giữa se và ile này thì không có làm cho người ta hiểu sai. Empêche là cản trở, la compréhension là cản trở cái việc mà hiểu. Chúng ta nói sai thì người ta vẫn hiểu. Mais ça donne une image mauvaise. Nhưng việc nói sai như vậy làm cho người ta có một cái ấn tượng không hay về mình. Người ta nói là mình học như này là chắc đang còn học bập bẹ, chưa có giỏi. Như vậy để giải quyết thì chúng ta làm sao? Mời các anh chị coi hai cái câu này, câu nào đúng, câu nào sai. C'est mon ami, il est mon ami. Xem ra có vẻ giống nhau phải không ạ? C'est mon ami, il est mon ami. Chúng ta nói một người bạn, một người đàn tất này. C'est mon ami, il est mon ami. Thì câu nào đúng, câu nào sai? Đây là một cái sự mơ hồ. Đây là một cái sự mà chúng ta hay lẫn lộn. Tiếng Pháp gọi là une confusion.
kể cả những người mới học, kể cả những người học nhiều rồi như lời của thầy giáo kia, thì cũng thấy mơ hồ, không biết là phải phân biệt như thế nào. Câu nào cũng có vẻ đúng, mà thực sự ra có một câu đúng và một câu sai. Tôi đã tóm tắt ở trong cái phần như thế này, rồi chúng ta sẽ triển khai sau. Khi chúng ta dùng xe đó, xe này là nói một cách tổng quát nhé, nó có thể là sơ sông, số nhiều. Ile cũng như vậy, ile có thể là ele, rồi có thể là số nhiều, in sông, en sông. Ở đây chúng ta nói một cách đơn giản, một cách tổng quát, xe và ile. Thì nó có một sự phân biệt như sau, tôi xin lỗi. Xe là dùng để giới thiệu, présenté, giới thiệu ai đó thì chúng ta dùng xe. Muốn giới thiệu ai đó chúng ta dùng xe. Ví dụ xe John, đây là anh John. C'est mon ami, đây là bạn tôi. C'est mon voisin, đây là hàng xóm của tôi. Chúng ta có thể dùng như vậy. Và đôi khi chúng ta thấy chữ xe này này có thể đi với tính từ, thì đây là một trường hợp đặc biệt, chúng ta sẽ nói ở phần cuối cùng. Trong khi il est thì không dùng để giới thiệu mà dùng để mô tả, décrire. Như vậy nếu mà mô tả thì thường thường chúng ta phải dùng một tính từ. Il est américain, anh ta là người Mỹ. Il est jeune, anh ta còn trẻ. Và đôi khi đi với một danh từ chỉ nghề nghiệp. Il est étudiant, anh ta là sinh viên, hoặc là anh ta là kỹ sư, anh ta là công việc gì đó. Như vậy khi chúng ta có một cái quy tắc là khi nói về nghề nghiệp mở rộng ra là sinh viên, rồi những người về hưu không có làm gì hết cũng gọi xếp chung vào nghề nghiệp, thì chúng ta không để mạo từ. Như vậy có một cái nét chung mà tôi ghi đậm bên dưới: khi chúng ta dùng il est thì không bao giờ có déterminant. Không bao giờ có déterminant. Vậy déterminant là gì? Déterminant là một từ gì đó đứng trước một danh từ. Để chúng ta biết danh từ thì phải có một cái chữ gì đi trước, có thể là thường thường là mạo từ, phải không ạ? Article défini, article indéfini, thường thường phải có mạo từ. Và có thể là có adjective possessive, mon ton son ma ta sa me te se, có thể là adjective indéfini, un, une, des, vân vân. Đó là những cái chữ mà đứng trước một danh từ thì chúng ta gọi là déterminant. Và chúng ta thấy khi dùng il est thì không hề có déterminant. Đó là sự khác biệt. Và chúng ta sẽ nói thêm một số những điều khác ở trong phần bên dưới. Như vậy đây là những gì mà tôi trình bày một cách rất là tổng quát, rất là chung chung. Xin mời các anh chị coi phần ở bên dưới, chúng ta sẽ triển khai ra. Và tôi có một cái file work để các anh chị nào nếu cần thì có thể in ra để tham khảo. Còn đây là những cái vấn đề chung nhé. Và vấn đề chung này chúng ta đặt cho nó một cái tên nữa, đó là cái lỗi hay gặp nhất của các học viên người nước ngoài học tiếng Pháp. Ở trong phần trước, ở trên bảng, tôi đã trình bày sự khác biệt giữa xe và il est một cách tổng quát. Và sau đây chúng ta coi một cách chi tiết. Chúng ta sẽ nhắc lại: xe dùng để giới thiệu hay xác định một người hay một vật. Giới thiệu là présenter, xác định là identifier une chose ou une personne. Chúng ta lấy hai ví dụ sau đây. C'est un fruit exotique, ce sont des fruits exotiques. Một người không biết cái trái cây là gì đó, thì sẽ hỏi, thì người kia sẽ nói đây là trái cây exotic, tức là tới từ phương xa. Tới từ phương xa chúng ta phải xét trên cái góc nhìn của người phương Tây. Người phương Tây họ nói trái cây tới từ phương xa, tức là tới từ vùng Viễn Đông, từ Á Châu của chúng ta, tức là trái cây nhiệt đới. Đây là một trái cây nhiệt đới. Và chúng ta biết là có những trái cây mà người phương Tây họ không biết là gì hết, họ nhìn họ thấy xa lạ, thì đây là giới thiệu. Cái người chủ nhân của cái hoa quả này giới thiệu, đây là hoa quả, đây là trái cây tới từ vùng nhiệt đới. Đó là để giới thiệu, thì chúng ta dùng xe. Hoặc là xe mon cousin, đây là người anh em họ của tôi. Hoặc là sơ sông mê voa gia, đây là những người hàng xóm của tôi. Khi chúng ta giới thiệu hoặc là xác định một vật gì thì chúng ta dùng xe. Và chúng ta có những điều lưu ý sau đây. Điều lưu ý thứ nhất: câu hỏi luôn luôn ở số ít, cho dù câu trả lời có thể là số nhiều hay số ít. Ví dụ, qu'est-ce que c'est, cái gì đây? Thì chúng ta có thể trả lời bằng số ít. C'est un outil de mon père. Đây là một cái công cụ làm việc của ba tôi. Outil tức là có thể là cái kìm, cái búa, cái cưa, cái đục, vân vân. Công cụ làm việc của ba tôi. Và chúng ta để ý không phát âm ký tự L là c'est un outil de mon père. Hoặc là chúng ta có thể trả lời bằng số nhiều. Ce sont des outils de mon père. Đây là các công cụ làm việc của ba tôi. Như vậy câu hỏi luôn luôn là số ít, mặc dù trả lời có thể là số ít hay số nhiều. Và khi hỏi người cũng như vậy, qui est, ai đây, thì có thể trả lời là số ít hay số nhiều. C'est mon cousin,
đây là người anh em họ của tôi, người anh em bà con của tôi, hoặc là sơ sô mê cu gia, đây là các người anh em họ của tôi. Như vậy trong điều lưu ý thứ nhất, chúng ta thấy là câu hỏi luôn ở số ít, dù là hỏi vật hay là hỏi người, mặc dù câu trả lời có thể là nhiều đồ vật hay một đồ vật, nhiều người hay một người. Lưu ý thứ hai, chúng ta nói là ki es, chứ không nói là ki etil. Ki etil là ai đó thì chúng ta phải dùng ki es, không có dùng ki etil. Và lưu ý thứ ba, chữ se sẽ không thay đổi khi chúng ta tự giới thiệu chính bản thân mình. Ví dụ, ki es, ai vậy? Senu, chúng tôi đây. Chúng ta hình dung đây là tình huống khi chúng ta gọi điện thoại hay là gọi ở chuông cửa đó bằng cái interphone đó. Thì cái chuông cửa nó nằm ở xa, nó nằm ở ngoài cánh cổng. Người ta bấm chuông thì chúng ta gọi ra, chúng ta hỏi xem ai vậy. Nếu là người quen thì mình sẽ bấm để cho người đó có thể đi vào. Nếu là người lạ thì chúng ta không bấm. Vậy chúng ta chỉ hỏi đơn giản là ki es, hỏi bằng số ít. Nhưng mà câu trả lời có thể là số nhiều. Senu, chúng tôi đây. Như vậy là người này tự giới thiệu, đây là chúng tôi. Chúng tôi là đại từ ngôi thứ nhất số nhiều, nhưng mà dùng xe. Hoặc là xe, An e Peter, hai người. Chị An và Peter, chúng ta cũng dùng xe. Như vậy, điều lý thứ ba chúng ta để ý là chữ xe không thay đổi, tức là không thay đổi về giống khi tự giới thiệu. Như vậy, trong ba điều lưu ý, chúng ta để ý là câu hỏi thì luôn luôn là số ít, cho dù câu trả lời có thể là số ít hay số nhiều. Điều lưu ý thứ hai là khi chúng ta hỏi ai đó thì dùng ki es, chứ không nói là ki etil. Và điều thứ ba, khi tự giới thiệu thì chúng ta dùng se, mặc dù đại từ có thể là số nhiều, senu. Nếu chữ se dùng để giới thiệu hay là xác định một người hay một vật, thì ngược lại ile là dùng để mô tả, hoặc là có thể mở rộng ra để chỉ nghề nghiệp, quốc tịch, vân vân. Và chúng ta coi phần nhất để mô tả. Khi mô tả thì chúng ta phải kèm theo một tính từ về phẩm chất, adjective qualificative. Il est jeune, anh ta còn trẻ. Ils sont sympas, họ rất là có thiện cảm. Il n'est pas courageux, anh ấy không can đảm. Đây là những tính từ phẩm chất, adjective qualificative, thì chúng ta thấy là đi với il est. Trường hợp thứ hai để chỉ nghề nghiệp. Nghề nghiệp là thầy thuốc, nghề nghiệp là thầy giáo, thì chúng ta thấy không có mạo từ il est médecin. Ông ấy là thầy thuốc, il est professeur, ông ấy là thầy giáo, vân vân, và còn nhiều người khác nữa. Và phần thứ ba, chỉ quốc tịch, il est tonglais, il est vietnamien, anh ấy là người Anh, anh ấy là người Việt Nam. Và phần thứ tư là để chỉ tôn giáo. Tôn giáo, đây là một người theo đạo Tin Lành, một người theo đạo Công giáo, một người theo đạo Phật, thì chúng ta dùng il est protestant, theo đạo Tin Lành, il est catholique, người theo đạo Công giáo, il est buddhiste, người theo đạo Phật, thì chúng ta cũng dùng il est. Nhưng mà chúng ta có một điều lưu ý như sau, khi nói về nghề nghiệp thì chúng ta dùng danh từ nghề nghiệp và không có mạo từ il est professeur d'anglais. Nhưng nếu chúng ta muốn nói chính xác thêm cái nghề nghiệp đó thì chúng ta thêm mạo từ c'est un jeune professeur d'anglais. Ở đây cái sự khác biệt giữa hai câu này là câu trên thì chỉ nói nghề nghiệp chung chung. Câu dưới chúng ta thêm tính từ jeune để nói cho biết chính xác người thầy giáo này còn trẻ, thì chúng ta phải cho mạo từ A, il est professeur d'anglais, il est un jeune professeur d'anglais. Và một điều nhận xét chung cho tất cả bốn trường hợp khi chúng ta dùng il est thì đều không có determinant. Determinant là một ký chữ đi trước một danh từ, có thể là mạo từ, có thể là article, có thể là tính từ, adjective, tính từ sở hữu, adjective possessive, tính từ bất định, adjective indefinite, vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy không hề có, trong khi chúng ta dùng xe thì có seta, semo, seta, sesonde, semo, sesonde, vân vân. Khi dùng xe thì có mạo từ, có determinant. Khi dùng ile thì hoàn toàn không có determinant. Đó là cái điều căn bản chúng ta cần phải biết để phân biệt giữa hai cách dùng xe và ile. Và sau đây chúng ta làm bài tập. Để làm bài tập này thì chúng ta cần nhớ các quy tắc đã quy định khi nào dùng với chữ xe và khi nào dùng với chữ ile. Kia Setom, người này là ai vậy? Đây là Paul Mara, anh ta là một người bạn của Julie. Như vậy hai trường hợp này chúng ta thấy là để giới thiệu, để présenter thì chúng ta dùng xe. Kia Setom, người này là ai?
Sepon Ramara. Sepon Mara. Đây là một người bạn của chị Julie, Setanami de Julie. Vậy trong hai ô này chúng ta để xe là bởi vì dùng để giới thiệu một người tên là Mara và để giới thiệu người này là một người bạn của chị Julie. Qu'est-ce qu'il fait? Anh ta làm nghề gì? Il le journaliste. Anh ta là nhà báo. Để nói về nghề nghiệp thì chúng ta dùng il le. Il le journaliste. Và đây là một nhà báo rất là có tên tuổi. Thì chúng ta thấy đây là danh từ chỉ nghề nghiệp nhưng mà đã được xác định. Vậy chúng ta phải dùng mạo từ A. Seta. Il l'etat. Xin lỗi. Il l'etat journaliste très connu. Và chúng ta thấy là vẫn dùng il le để nói về nghề nghiệp. Nhưng mà nghề nghiệp phía sau chúng ta thấy có một tính từ để xác định thêm. Thì chúng ta cho mạo từ vào. Mạo từ này là A. Et cette femme qui est. Thế còn bà phụ nữ này bà ta là ai? C'est la mère de Julie. Và chúng ta dùng chữ xe bởi vì đây là giới thiệu. C'est la mère de Julie. Giới thiệu bà ta là mẹ của chị Julie. Chúng ta dùng xe để giới thiệu. Và đây là mô tả bà ta còn trẻ. Elle est jeune. Để mô tả chúng ta dùng il est, elle est. Elle est jeune. Qu'est-ce qu'elle fait? Và bà ta làm nghề gì? Và đây là nói về nghề nghiệp. Thì chúng ta cũng dùng elle est. Elle est pédiatre. Nói về nghề nghiệp, chúng ta cũng dùng elle. Elle est pédiatre. Pédiatre là bác sĩ, nhi khoa, chữa bệnh trẻ em. Còn Julie thì sao? Julie đã lập gia đình chưa? Julie est mariée? Non, chưa. Cô ta còn độc thân. Đây là mô tả. Thì chúng ta dùng elle. Elle est célibataire. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Bây giờ cô ta làm gì? Và đây nói về nghề nghiệp thì chúng ta cũng dùng elle. Maintenant, elle est professeur de yoga. Elle est. Thế còn cô gái xinh đẹp mà có màu da nâu nâu kia là ai? Elle est jolie brune là-bas. Đó là vợ tôi. Đây là giới thiệu. Chúng ta dùng xe. C'est ma femme. Và chúng ta vừa làm xong bài tập để sử dụng hoặc là xe hoặc là in le và chúng ta nhớ lại công thức về quy tắc là trường hợp giới thiệu thì dùng xe, trường hợp về mô tả thì dùng in le cho phái nam hoặc là elle cho phái nữ. Qui est cet homme? C'est Paul Mara, c'est un ami de Julie. Đây là giới thiệu. Qu'est-ce qu'il fait? Il est journaliste. Il est un journaliste très connu. Đây là nói về nghề nghiệp, dùng il le. Et cette femme qui est? Thế còn bà phụ nữ này là ai? Và chúng ta giới thiệu, c'est la mère de Julie. Đó là mẹ của Julie. Elle est jeune, qu'est-ce qu'elle fait? Và đây là mô tả, bà ta còn trẻ lắm. Bà ta làm gì? Elle est pédiatre. Bà ta là bác sĩ nhi khoa. Đây là nói về nghề nghiệp, dùng elle. Julie est mariée. Julie đã lập gia đình chưa? Non, elle est célibataire. Đây là mô tả, chúng ta dùng elle. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Bây giờ cô ta đang làm gì? Maintenant, elle est professeur de yoga. Nói về nghề nghiệp thì dùng elle. Et la jolie brune là-bas. Thế còn cô gái xinh đẹp, có màu da nâu nâu kia là ai? C'est ma femme. Để giới thiệu, chúng ta dùng xe. Là như vậy, trong bài 162 này tôi đã giới thiệu cho các anh chị sự khác biệt giữa xe và in le. Hai chữ này dường như có vẻ giống nhau, nhưng mà đây là một cái sự khác biệt rất là lớn. Và sự khác biệt này như chúng ta nói ở đầu bài, người Pháp không bao giờ lẫn lộn. Nhưng mà chúng ta là những người nước ngoài học tiếng Pháp thì rất là lẫn lộn và người ta nói đây là cái sự nhầm lẫn, một cái lỗi rất hay gặp, rất là phổ biến số 1 của những người học tiếng Pháp, dù là ở trình độ sơ cấp hay là đã có một trình độ cao về tiếng Pháp. Vậy xin các anh chị để ý và chúng tôi đã giải thích sự khác biệt giữa xe và in le như bên trên. Xin chào tất cả mọi người.